Vườn cây của ông Đỗ Văn Ánh ở thôn Tân Phú, xã Ea Tó, huyện Cờ Rông Năng trồng xen canh nhiều loại cây. Nhờ đó, vườn cho thu hoạch quanh năm. Tháng 6 đến tháng 8 thu hoạch mắc ca, tháng 9 thu hoạch sầu riêng, sang tháng 11 thu hoạch cà phê, tháng riêng thu hoạch hồ tiêu. Trồng xen canh kiểu này thì cái mô hình này thì là về cái đồ mà đầu tư thì nó là ít hơn. Đó, rồi tránh được cái rủi ro là cái giá cả. Thì giả sử giống như giá cà phê nó xuống thì còn cái tiêu để nó là bù vào, hoặc là giá cà phê giá tiêu mà nó xuống thì còn cái cây mắc ca hoặc là cái cây sầu riêng mà bù vào. Bên cạnh các cải tiến về thời vụ, vườn cây của ông Ánh hiện đang áp dụng công nghệ tưới tự động SapFlow. Hệ thống tự động tính toán lượng nước chính xác cho cây trồng cần sử dụng trong nhiều thời điểm khác nhau. Từ đó, nông dân có thể điều chỉnh lượng nước tưới phù hợp nhất. Qua thí nghiệm đo lường nhu cầu lượng nước tưới cho cây cà phê bằng công nghệ SapFlow, mô hình cà phê sen bơ sử dụng ít nước tưới hơn khoảng 30% so với mô hình độc canh cà phê. Trong khi đó, có thể giảm lượng nước tưới từ 400 lít một cây một đợt theo khuyến cáo xuống 250 lít một cây một đợt do không có khác biệt về thoát hơi nước và năng suất cà phê. Hỗ trợ được là giả sử giống như cái tưới á, cái độ ẩm đồ á, thì là lúc nào mà thiếu nước, thiếu đồ thì mình biết. Là mình tưới bổ sung, chứ còn giống hồi xưa thì chưa có cái này thì mình chỉ có là thấy đứt khô là mình tưới. Đó, mà tưới cái lượng nước thì tưới là mình chỉ có nhìn chân để mà tưới thôi. Đó, chứ cũng đo lường được, nhưng bây giờ chưa có cái hệ thống này rồi thì giả sử dụng độ ẩm mà nó giảm tới xuống là dưới 60 độ rưỡi thì mình phải lo tưới. Biến đổi khí hậu, El Nino, thiếu hụt lao động đang là những thách thức rất lớn đối với ngành cà phê, hồ tiêu. Trong đó, vấn đề thiếu hụt nước tưới đang ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất của nông dân chuyên canh cà phê, hồ tiêu tại Tây Nguyên. Thí nghiệm của dự án V-Scope do ACA tài trợ đã đưa vào hệ thống đo dòng nhựa cây, tính toán lượng nước chính xác cây trồng sử dụng trong nhiều thời điểm khác nhau. Từ đó, có thể đưa ra những tính toán nhất định và quyết định tưới, làm giảm hầu như lượng nước thất thoát trong mùa khô, phù hợp với thực hành nông nghiệp chính xác. Thì chúng ta cũng biết là hiện tại một trong những cái vấn đề thách thức rất là lớn là cái vấn đề mà biến đổi khí hậu và thiếu nước tưới ở trong mùa khô cho đối với cả cà phê và hồ tiêu. Thế thì cái hoạt động này thì chúng tôi mong muốn, tức là ngoài trước đây chúng ta đã có rất là nhiều những cái nghiên cứu về tưới nước trong vòng vài chục năm trở lại đây, và cho tới bây giờ ấy thì những cái quy trình kỹ thuật đã đưa ra được những cái khuyến cáo tôi cho là tương đối phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, với cái điều kiện mà nó càng ngày càng gay gắt thì chúng ta vẫn có thể nghiên cứu để chúng ta làm sao cải tiến, mà chúng ta có thể đưa ra được những cái ngưỡng mà nó có thể là nó tiết kiệm hơn nữa cái lượng nước tưới. Thì đây là một trong những cái hoạt động đấy. Theo các hộ dân tham gia dự án, nếu trước kia vườn cây của mình tưới nước theo cảm quan, cứ thấy khô là tưới, thì nay việc tưới tiêu được triển khai hợp lý hơn, tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, quá trình xen canh cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả có chi phí đầu vào rẻ hơn khi sử dụng ít phân bón hơn và giúp tránh rủi ro về mặt thu nhập.